Xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá về một số sản phẩm trong dòng mỹ phẩm của Em Cosmetics. Nếu mà mọi người hay xem các video ở trên YouTube thì có thể biết là Em Cosmetics là dòng sản phẩm của Michelle Phan, một YouTube guru rất là nổi tiếng, người Mỹ gốc Việt. Sản phẩm này đã ra được khoảng, mình nghĩ khoảng gần một năm và đạt được rất nhiều thành công vì bán được rất nhiều, và hơn nữa là ở trên website ấy, thì sale rất là nhiều, ví dụ như là mua một tặng một chẳng hạn. Kem che khuyết điểm, phấn phủ, phấn mắt, nhưng mà chỉ mua size dùng thử thôi, bút kẻ mắt và son. Trong video này thì mình sẽ dùng những sản phẩm của Em Cosmetics để make up, thì mọi người có thể theo dõi là chất lượng của sản phẩm và cách mình dùng sản phẩm như thế nào. Mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mọi người chờ tí nhé. Bây giờ thì mặt mình không có một chút make up nào. Mình sẽ dùng những sản phẩm mình có và những sản phẩm Em Cosmetics mà mình đã mua. Vì mình không mua tất cả những sản phẩm trên website nên sẽ chỉ review những thứ mình có ở đây thôi. Xin lỗi mọi người nếu giọng mình hơi khàn một chút, vừa ngủ dậy. Dùng kem chống nắng. Đây là video review nên mình sẽ không dùng kem lót để xem độ che phủ của phần nền Em Cosmetics đến đâu. Bây giờ mình sẽ dùng kem nền Tarte bởi vì mình không có kem nền của Em Cosmetics. Xong lớp nền, mình sẽ chuyển sang dùng kem che khuyết điểm. Đây là sản phẩm Em Cosmetics đầu tiên mà mình mua bởi vì mình đã nghe quảng cáo rất nhiều là sản phẩm này có độ che phủ rất tốt. Tuy nhiên là sau khi dùng được hết một nửa tuýp thì mình nhận thấy là độ che phủ cũng tốt nhưng mà chỉ được từ khoảng 1 đến 2 tiếng. Đến khoảng tiếng thứ 3 trở đi thì sản phẩm sẽ, tại vì sản phẩm này hơi dày nên là sau khi 2-3 tiếng thì nó sẽ khô lại, và khi đấy thì mặt mình vẫn còn mụn ấy. Thì khi mà che phủ cho mụn xong đến lúc nó khô lại thì nhìn mụn sẽ còn rõ hơn nữa. Nếu mà mọi người hay dùng kem che khuyết điểm thì mọi người cũng biết là nếu dùng kem che khuyết điểm cho mắt mà sản phẩm quá khô thì nó sẽ đi vào trong những cái nếp nhăn của mắt, và khoảng, và khi bạn cười ấy thì nó sẽ nhìn còn rõ hơn. Thì cái này mình không thích là bởi vì nó hơi khô một chút, và nếu mà dùng mùa hè thì mình nghĩ là sẽ ok hơn là mùa đông. Thì bây giờ mình sẽ dùng sản phẩm để cho mọi người nhìn thấy là nó có che phủ được tốt hay không. Mình sẽ dùng cho vùng mắt và những vết thâm xung quanh mặt ở đây. Vì đặc điểm sản phẩm này hơi dày một chút nên là mọi người không thể dùng khi mà cho vào đầu ngón tay ấy, không thể apply thẳng lên mặt mà phải dùng như thế này để cho tán sản phẩm cho mỏng hơn. Sản phẩm này thì có 9ml, hơi bé một chút. Rất tốt nhưng mà khoảng 2-3 tiếng sau nó sẽ khô lại thì nó sẽ không được đẹp như bây giờ. Sau khi tán đều sản phẩm thì mọi người có thể thấy là sản phẩm che phủ mắt tốt nhưng mà về những vết thâm ở bên má của mình thì vẫn không được che phủ tốt lắm. Nên mình sẽ đi thêm một lớp nữa. Thực ra việc chọn màu cho kem che khuyết điểm thì cũng rất quan trọng. Nhưng mà vì Em Cosmetics chỉ bán online nên là để mà chọn được màu đúng với cả màu da của mình thì rất là khó. Thì bây giờ sản phẩm đã che phủ được khá tốt, mình sẽ dùng sang phấn nền của Em Cosmetics. Màu của mình là Natural 6. Nhiều người khi mà những sản phẩm của Em Cosmetics mới ra thì nói là thiết kế quá rẻ tiền, không sáng tạo. Nhưng mà thực ra khi mà mọi người mua sản phẩm, mọi người chạm vào thì mới thấy được là nó không phải như thế. Ví dụ như là hộp phấn này chẳng hạn, thì khi mở ra thì sẽ có nam châm ở dưới này và nam châm ở trên này. Vì thế khi đóng vào thì nó sẽ dính vào nhau và rất tiện cho việc mang đi lại. Ở trong hộp phấn thì sẽ có một miếng mút. Tuy nhiên là mình không dùng miếng mút này bao giờ bởi vì nó không được ăn phấn cho lắm, nên mình sẽ dùng chổi. Giống như là phấn phủ
dày hơn nên độ che phủ sẽ cao. Tuy nhiên là nếu mà đánh quá nhiều thì nhìn sẽ bị dày mặt, và hơn nữa là không che phủ được lỗ chân lông nhiều. Phấn này thì kiềm dầu rất tốt, có thể đi ra ngoài khoảng từ 5 đến 6 tiếng không bị ra dầu. Là việc chọn màu cho cái phấn này cũng rất là quan trọng nhé, bởi vì nếu mà quá tối và quá sáng thì sẽ làm cho da mình dày hơn. Thì đây là lớp nền, mọi người có thể thấy là đã che phủ tốt hơn rất nhiều. Rồi mình sẽ kẻ lông mày, này không phải của Em Cosmetics nên em sẽ không nói thêm nữa. Sản phẩm tiếp theo mà mình dùng sẽ là bút kẻ mắt của Em Cosmetics. Cái này thì chỉ là bút kẻ mắt thông thường thôi, màu đen, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cái này mình dùng rất thích bởi vì sẽ giữ được từ khoảng 5 đến 6 tiếng mà không bị lem xuống dưới mí mắt dưới. Và mình chỉ dùng cái này để kẻ cho mí mắt trong ở trên thôi. Này thì có một đầu này là bút kẻ mắt, còn đầu này sẽ có cái này để gọt. Và ví dụ như là nếu mà khi bạn đánh mắt ấy, bạn muốn đánh mắt khói chẳng hạn, thì có thể lấy cái bút kẻ mắt màu đen này đánh ở trên cái vùng chữ V ở đây, và sau đó dùng cái miếng mút này để tán ra. Về màu mắt thì mình chỉ có hai màu mắt này của Em Cosmetics. Cái này thì không phải là full size của Life Palette, mà là mình chỉ có, cái này chỉ là mẫu dùng thử, thì chỉ có 3 màu ở đây và một màu son ở đây. Cái này là Love Life, còn cái này cũng tương tự, chỉ có 3 màu. Nhưng mà 3 màu này mình rất thích bởi vì đánh rất là dễ. Cái này là ở trong palette Beach Life. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái này bởi vì đánh sẽ dễ hơn. Một ưu điểm là cái bộ Life Palette này sẽ có rất nhiều màu cho bạn lựa chọn. Và thường trên website thì sẽ sale rất nhiều, nên mọi người có thể lên website và để ý xem là khi nào sale thì mua. Mọi người có thể thấy là màu này thì lên rất rõ. Bước thứ hai, mình sẽ dùng cọ tán để tán màu nâu đậm hơn này lên trên bầu mắt. Có một nhược điểm của cái Life Palette này mà mình đã nghe rất nhiều, đấy là khi mà có màu mắt và màu son cùng với nhau mà sản phẩm này khi dùng ấy thì nó sẽ bở ra rất nhiều. Vì thế là nhiều khi màu son, màu mắt sẽ bị rơi vào trong màu son thì sẽ rất là bất tiện. Beach Palette này thì màu của nó lên sẽ rất là tự nhiên, nhìn sẽ không bị quá nặng. Trong bộ Life Palette thì sẽ có 6 sản phẩm khác nhau. Có Love Life, Day Life, Beach Life, Career Life, Party Life and Night Life. Thì đây là 6 bộ khác nhau. Mình thì chưa mua full size lần nào bởi vì thực ra mình không rõ về cách đánh mắt lắm, nên là chỉ mua dùng thử, nhưng mà cũng rất tốt. Mình sẽ lấy một chút màu nâu ở đây để đánh ở phần mí mắt dưới để nhìn nó sẽ đều hơn. Là chỉ có trên mí mắt trên thì nhìn nó sẽ hơi nặng. Thì mình có hai màu, một màu là Nude Lace và On The Pro. Sản phẩm son của Em Cosmetics thì được cái là giữ màu rất lâu, kể cả sau khi bạn ăn hay uống thì sẽ giữ được màu khoảng từ 5 đến 6 tiếng. Thì cái này là màu đỏ và là son lì, thích hợp cho khi mà đi tiệc hoặc là đi bar hay là. Còn màu Nude Lace thì nó chỉ là một màu nude và hơi ngả, nâu nhạt chút. Mình sẽ dùng cái này trước và sau đó mình sẽ chuyển sang dùng cái này cho mọi người nhìn thấy rõ màu hơn nhé. Trong Em Cosmetics chỉ có 3 dòng son, một là son lì, hai là son có bóng một chút, và thứ ba là son bóng hơn rất nhiều. Thì cái này thì thuộc dạng dòng hơi bóng một chút, còn cái này là dạng son lì. Thì mọi người có thể thấy là màu này rất đẹp, nhìn rất tự nhiên, như kiểu không đánh son. Bây giờ mình sẽ
lau đi để đánh sang màu tiếp theo nhé. Vì màu đỏ nó sẽ hơi khó đánh nên mình sẽ dùng chổi đánh son. Một màu son nữa của Em Cosmetics mà mình có đấy là Cuddle Up Pink. Tuy nhiên là không mang đi chơi đã làm mất. Màu đấy thì siêu đẹp, nhìn cực kỳ tự nhiên. À, nếu mọi người muốn mua son của Em Cosmetics thì nên mua màu đấy, màu này. Thì mình đã hoàn thành lớp makeup và sử dụng những sản phẩm của Em Cosmetics, đồng thời đánh giá cho mọi người về chất lượng của sản phẩm. Thì kết luận lại là mình nghĩ là nếu mọi người muốn thử Em Cosmetics thì nên mua phấn phủ. Nhưng nhớ là phải chọn được loại phấn mà màu hợp với màu da của mình nhất. Cái mình đang dùng thì sẽ hơi sáng một chút. Và sản phẩm mình thích nhất đấy là son. Thì ở trên website thì sản phẩm của son của Em Cosmetics thì rất là đa dạng, từ son lì cho đến son bóng. Mình nghĩ là sản phẩm này mọi người nên thử. Mút kẻ mắt thì mình nghĩ là với số tiền như thế này thì mọi người có thể thử những sản phẩm khác. Cái này thì thực sự không phải là tốt hẳn. Thực ra giá cũng hơi khá đắt so với mút kẻ mắt trên thị trường. Còn về kem che khuyết điểm thì mình nghĩ là không đáng mua lắm, bởi vì nếu bạn muốn che phủ vết thâm hay là mụn ấy thì nó sẽ không được hiệu quả lắm. Hơn nữa là nó hay bị khô. Với số tiền mà bỏ ra để mua kem che khuyết điểm của Em Cosmetics thì mọi người có thể hoàn toàn mua được kem che khuyết điểm của những hãng khác rẻ hơn. Về phấn mắt thì mình không phải là một người hay mê sưu tập màu mắt lắm, mà mình thường chỉ hay dùng những màu rất là tự nhiên thôi. Còn những bạn nào mà có sở thích à, hay dùng những màu mắt khác nhau này, hoặc là dùng mỗi ngày một màu, thử một màu khác nhau, thì mọi người có thể hoàn toàn mua sản phẩm này, mua bộ full size để thử những màu mắt khác nhau, bởi vì màu của nó rất là đa dạng. Thì đấy là những đánh giá của mình về sản phẩm makeup của Em Cosmetics. Nếu mọi người cảm thấy video này hữu ích, có thể like hoặc subscribe cho channel của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau.